Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các bác, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng ổ điện chống va đập các bác nhé. Đấy, ổ điện chống va đập. Đấy, thì các bác lên cho em là ổ điện chống va đập nhé. Đấy, đây sẽ làm con ổ điện cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt cho một cái ổ điện như này. Đấy, một ổ điện như này. Về nhà thì các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra này, xoáy hai cái ốc này ra. Sau đó thì các bác bắt dây vào đây cho em xong. Đấy, đầu dây đầu riếc của nó cực kỳ là chắc chắn luôn, có đèn báo nhá, có quay đeo như này. Hàng này thì nó là hàng chống va đập. Đấy, các bác nghe cái tiếng em đập là các bác đã biết rồi nhá. Đấy. Thoải mái cho các bác đập luôn. Đấy. Đánh rơi đánh riếc các thứ các bác dùng thoải mái nhá, hàng ốp nhá. Đấy, nhựa của nó cực kỳ chắc chắn luôn và rất là bền bỉ ngon lành cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ B1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ B1 này. Đấy, ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ điện B1 như này. 65.000 cho một cái ổ điện B1 như này. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 chân cắm nhá, và có một cái chân 3 chân như này để các bác dùng để cắm các cái dòng ổ điện khó này. Còn lại là nó sẽ là dòng 3 chân như này. Dòng này của nó thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là chiến công trình thì rất là ok nhá, đập phá thoải mái luôn, không hề có một vết xước luôn nhá. Đấy, lên cho em là ổ B1 giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000 trong cái ổ B1 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, thì các bác lưu ý là bên em có cả một cái ổ điện vàng 5 chân nữa nhá. Đấy, thì các bác lưu ý không lại bị nhầm lẫn, nó mất công nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai dầu nóng của Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy, của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, các bác bôi vào thì nó giúp cho làm nóng cơ thể này, rồi đánh tan các cái phần đau như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều là khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng thì của Hàn Quốc đây. Đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ vai gáy này, rồi các cái khớp tay khớp chân này đều khỏi hết cho các bác luôn nhé. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k nhé, 40.000 dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Dòng này của nó thì thị phần của nó là bán chạy số 1 Hàn Quốc luôn, và bên shop cũng bán rất là nhiều cái mã này rồi. Thì các bác yên tâm sử dụng, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Dòng nó Hàn Quốc giá chỉ có 40k cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã nước hoa này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái dòng nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai. Dòng này nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 65.000 cho một hộp như này thôi, bao gồm 5 lọ luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này là nước hoa chiết, nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn, rất là thơm. Thì các bác có thể lăn ở các cái vị trí mà mình muốn sức nhá. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Đấy, mỗi lần đi thì các bác dùng cho em một mùi hương nhá, rất là đẹp, rất tuyệt vời và rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai này, made in Dubai nhá. Giá sẽ là 65k cho một hộp nước hoa Dubai như này. 65.000 cho một hộp bao gồm 5 chai. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 65.000 cho hộp 5 chai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Đấy, bộ ba nước hoa thì dòng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Bộ ba nước hoa 150.000. Đợt trước bên em đang bán 150.000, đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn nhá. Chỉ có 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 chai và mỗi chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thôi nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác có thể mua để làm quà mùng 8 tháng 3 này, hoặc là mua để dùng cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, dùng quà cho chị em hoặc là mua cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, lên xem là bộ ba nước hoa nhá. Đấy, bộ ba nước hoa, bộ ba nước hoa bên em đang bán là 150k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 130k thôi. 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba nước hoa nhá, giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, thì một hộp này sẽ là 30 chiếc và bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 110.000. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Đấy, 110.000 cho một hộp như này.
Thì hôm nay bên shop sẽ xả cho bác giá chỉ còn 100k cho một hộp 30 chiếc này thôi nhá. 100.000 cho một hộp 30 chiếc như này. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, có đầy đủ màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Bàn chải thì của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea có này. À, nó bán cho các siêu thị Việt Nam mình là 36.000 đồng nhá. 36.000 đồng. Đấy, Korea đây các bác này. Đấy, Korea Hàn Quốc nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán theo combo cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Bán theo combo cho các bác, đợt này bên shop về cho các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Mua 4 cái thì sẽ là bằng 20k này. Đấy. 10 cái thì sẽ là bằng 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc nhá. 30 chiếc này. Đấy, 30 cái, giá chỉ còn lại là 100.000 thôi. 100.000. Đấy, 100.000 cho 30 cái bàn chải, 30 cái bàn chải này. Mua về dùng quanh 5 ngày tháng luôn nhá. 100.000 cho 30 cái bàn chải như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là tiện ích cho các bác nam giới nhà mình. Đấy. Các bác nam thì dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt là bác nào nhiều râu nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Có lô em về thì là 36 lưỡi và thấp nhất nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi kép này. 30 lưỡi kép như này nhá. Kèm thêm cho các bác là một cái bàn cạo và một lọ kem như này. Và giá thì chỉ có cho các bác cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 thôi, chỉ có 60.000 cho một combo như này. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi kép, tha hồ cạo râu cho các bác luôn, cạo quanh 5 ngày tháng luôn, một lọ kem và một bàn cạo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 30 lưỡi kèm thêm bộ sản phẩm như này. Giá chỉ có 60.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Giá cực kỳ là hạt rẻ, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Hũ gia vị thì giá sẽ là 15.000 cho một hũ gia vị như này. Cái này rất là tiện các bạn. Đấy, thì các bác dùng rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đậy cái nắp này vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình dùng như này. Đấy, nắp của nó đây. Đấy, thì ví dụ như các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều rồi các loại hạt ngũ cốc các thứ. Đấy, các bác đựng vào đây rất là tiện, có thìa cho các bác xúc luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15 cành thôi nhá. 15 cành cho một cái hũ gia vị như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị, giá sẽ là 15k. Đó. Hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó. Hũ gia vị giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. 15.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm của Đức, đó là đầu tiên nó sẽ là bộ thìa Đức này. Bộ thìa Đức một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng 5 chiếc thìa đẹp như này. Một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá. Đấy, 55.000 cho một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Đấy, 55.000. Đó, tính ra vào chỉ có 5 chiếc thìa như này mà 55.000, tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một chút thôi là các bác đã có một cái thìa đẹp như này rồi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức, tha hồ thoải mái bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Đấy, vừa phải và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 55k. 55k cho một cái bộ thìa Đức này nhá. 55.000 cho một cái bộ hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp đũa nhá. Đây. Hộp đũa này thì nó sẽ một combo cho các bác bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. 5 đôi đũa như này giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 đôi đũa như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Hàng cũng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. 60.000 cho một hộp 5 đôi đũa inox như này. Các bác dùng nó cũng rất là tiện để các bác dùng ăn cơm ăn nước này. Đấy, nó không bị nấm mốc, không bị các cái gọi là vi khuẩn xâm nhập nhá. Lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái hộp đũa inox như này. 60.000 cho bao gồm 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ năm khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, năm khay inox siêu mỏng. Bộ này thì giá chỉ có 60k thôi. Hàng cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái khay inox luôn, 5 khay inox nhá. Đấy thì nó sẽ là khay nào và nắp đấy luôn, khay nào và nắp đấy nhá, rất là tiện dụng luôn. Có khay có nắp cho bác luôn. Đó, và khi các bác không sử dụng nữa thì mình xếp vào nó rất là gọn này, xếp vào rất là gọn này. Các bác có thể mang đồ ăn đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc là sử dụng đồ ăn mình bỏ vào tủ lạnh cũng rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng này, bộ 5 khay này. Đó, 5 khay inox nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 60k nhá, 60.000. 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thải miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là
50 miếng dán thải độc chân như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác dùng mình dán lên các cái gan bàn chân cho em. Đấy, dán lên gan bàn chân thì mình giúp cho các bác là chống đau mức đau nhức đau mỏi chân, dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có các bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân này. Các bác lưu ý không lại nhầm miếng dán ngải cứu nhá. Đây là miếng dán thải độc chân. Giá sẽ là 40k cho một hộp này, 50 miếng chỉ bằng một bát phở thôi, các bác nên sử dụng rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo hộp đỏ đây nó sẽ là một cái kéo rất là đa di năng cho bác luôn. Thì các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây, tỉa cành làm vườn nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một em kéo hộp đỏ như này. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, thân kéo thì ốp gỗ nhá, thân kéo bằng ốp gỗ hết này và hàng liền thân này. Đấy, hàng gia công cực kỳ là tỉ mẩn và chắc chắn cho các bác luôn. Cắt thì rất là ngon luôn các này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất là bén luôn nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, chữ triện của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ này, nó đựng trong một cái hộp đỏ như này. Đấy, thế nên bên em lên tên nó là kéo hộp đỏ luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150k cho một con kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ nhá. Hộp đỏ giá sẽ là 150k. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Dây dài từ 4-5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá. 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá. Mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL. Mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic đầm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác
bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này, đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc ở đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là 1 năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần, thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng 1 lần cho em. Mỗi tháng dùng 1 lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan con này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá. Có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên cho em là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy. Hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật.
Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy miếng đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăn cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc về nước chè, nước chiếc các bác bỏ vào đây chưa. Đấy, mình đựng nước uống rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này. Đây, một cái ghế hơi nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ, một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000 lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây đây, nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây. Như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 trong ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này chưa. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi chưa. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bạn này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng massage này rất là tiện các bạn. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đấy. Rất là mạnh luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây, nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy. Hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy. Cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bạn này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Này. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
tỉnh nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thì à? Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy, bên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý các bác. Anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì các bác lưu ý cho em là đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. 170, 180, 190, 200 thì các bác cứ làm tròn lên cho em là 200 là được. Đó. Còn dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship, nên em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi về lâu chờ đợi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Hàn. Dòng của Hàn Quốc này thì chuyên là làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%, và con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đấy, giá sẽ là 40k nhá. 40k trong lọ kem đánh răng Hàn Quốc chuyên làm trắng răng. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn, thị phần bán của nó là số 1 Hàn Quốc luôn nhá. Và chuyên làm trắng răng không nhá. Đấy, bác nào mà răng ố vàng rồi răng xỉn, răng bị ố vàng lâu năm thì các bác cứ dùng cái này cho em, một liệu trình là từ 2 đến 3 hộp là sẽ khỏi hết luôn. Đấy, chuyên chống viêm ố răng không nhá. Đây, hàng made in Korea này, made in Korea. Giá sẽ là 40k nhá. Con này thì đợt này hàng nó sẽ về cao hơn một chút nhá. 40 thì đợt này về nó sẽ là lại là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hàng kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, con của Nhật này thì nó sẽ là dòng chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy, nó sẽ là màu đỏ này. Tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật và hàng của thương hiệu Sunstar này. Sunstar này thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Hai cái mẫu này thì nó đều không có niêm phong đâu nhá. Đấy, hàng nó sẽ không có niêm phong các bác. Đấy, và nó sẽ là hàng trực tiếp không có niêm phong. Không ai về nhà các bác lại bảo là xé mất niêm phong thì nó không đúng. Đấy. Và con này thì sẽ là 70.000. Con đánh răng của Nhật này thì nó rất là thơm các bác, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Giá thì sẽ là 70k nhá. 70k cho lọ kem đánh răng Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 120g. 120g các bác này. Đấy. Hàng thì nó cũng là hàng made in Japan này. Đấy, 170g nhá. 170g. Hàng made in Japan, về nhà các bác lấy chữ hu của hu của dịch cho các bác dịch này. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan, 170g. Đấy, còn con này của nó thì sẽ là 120g nhá. 120g. Con của Hàn Quốc này sẽ là 120g. Đó, 50.000. Con của Nhật này là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu này. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Con này thì dòng này là 12 chi tiết. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới thì các bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nguyên một cái tay công như này, nó sẽ bán cho các bác khoảng 100 đến 120.000. Đây mà các bác mua cả một cái bộ khẩu đầy đủ các chi tiết như này cho em. Đó. Đây là tay nối dài này, tay nối dài đây các bác này. Đấy, và một tay công này, các bác này. Đấy, tay công đây. Hàng thì của nó sẽ là hàng mạ chrome nha. Đấy. Hàng mạ chrome cho các bác luôn, sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây các bác này. Đấy, có tay xoáy nhanh, tay đảo chiều, hàng mạ chrome cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy. Lắp trực tiếp ở đây mình sử dụng này. Đấy, hoặc là qua tay công này, có đảo chiều luôn nhá, có xoay nhanh, có đảo chiều luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua nguyên một con này thôi, giá của nó đã phải là 100
giá của nó sẽ là phải là khoảng mua một tay công này nó sẽ vào khoảng 120 150 rồi. Đấy, thế mà cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết. Giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Khẩu 12 160k nhá, 160.000 cái khẩu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhé. Bộ V46 bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 40 đến 46 chi tiết nhé. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, đầu vít này rồi là đầu khẩu này. Đầu vít đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi đầu công đầu kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Chọn bộ như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000. Nguyên cái đầu vít này các bác đã có cho các bác là 22 đầu vít rồi. Đầu vít này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp cái tay tô vít này để các bác lắp vào mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ là lẫy bi, lắp trực tiếp cái này và sử dụng này. Hoặc các bác có thể dùng cái tay xoáy nhanh này. Đây, tay xoáy nhanh các bác này. Đấy, dùng cái tay xoáy nhanh này. Đấy, con này cũng có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu công này. Đấy, đầu công như này. Nói chung là con này đa di năng lắm. Các bác lắp vào đâu cũng được, sử dụng ở đâu cũng được. Rất là tiện luôn. Đó. Và có cả cái tay ngoắt nghéo này để các bác luồn vào các cái vị trí khó này. Tay ngoắt nghéo này để đưa vào các vị trí khó nữa. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bây giờ các bác mua một cân tô vít bình thường cũng đã 101 rồi. Đấy. Thế mà đây cả một cái bộ vít như này có cả đầu khẩu nhá. Đấy, đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt rất là ok. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là 130.000. Đấy, có tí ship hàng. Lên cho em là V46 nhá, đỡ bạn chưa? V46 130k. Đấy, 130.000 cho bộ V46 này. Một cái bộ vít đẹp tuyệt vời như này chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, rất là nhiều các cái đấy, của nó hàng Kabushi Japan của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 101 nhá, 110.000, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Rất đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Cắt ống nước cực kỳ là ngon, bác nào dùng để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lặt vặt ống nước như trong gia đình thì nên có một con này, mua một lần dùng cả đời. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo 42 nhá. Đấy, kéo ống 42. Đấy, cắt được từ ống 42 trở về em lấy tên luôn, kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một em kéo ống 42 như này, siêu tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá. Đấy, giá trị thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà giá trị mua thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bằng cả một cái bệnh viện Bạch Mai luôn. Đó, tại vì khi các bác bị bệnh mà ốm thì đi bao nhiêu tiền cũng hết. Đấy, nhưng cái này thì nó sẽ là phòng bệnh cho các bác rất tốt luôn. Đặc biệt là mùa đông miền Bắc này thì lạnh thì các bác dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc. Đấy, thì các bác dùng cho em trong vòng là 25 lần. Đấy là dùng hai chân. Đấy, và giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Đấy, miếng dán thải độc cực kỳ là tốt luôn, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp 50 miếng dán thải độc như này, bằng đúng một bát phở Hà Nội luôn. Tê mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Ở đây có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đó, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là
4.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo ốp la nhé. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Ở đây thì nó sẽ có sẵn ốc và cái quai bằng nhựa chống nóng rồi. Các bác lắp vào đây cho em xong này. Ở đây thì nó sẽ có là tráng đá chống dính cực kỳ là an toàn luôn, tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Đó, đây tráng đá chống dính rất an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Các bác buổi sáng này mình ví dụ như nhà có 4 người, các bác cho chảo lên bếp này. Đấy mình đun lên. Đó, và tráng 4 quả trứng nhá. Đấy 4 quả trứng chẳng hạn thế, rất tiện ích luôn. Hoặc các bác có thể dùng để làm bánh này, làm bánh làm biếc cũng rất là ok. Bên mã giúp em đó là chảo ốp la nhá. Đấy rất là tiện ích luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái chảo ốp la như này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con cốc tự khuấy như này. Con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 300 gần 400 ml nhá. Đấy, dung tích của nó chính xác là 380 ml, rất là to luôn. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Thì các bác chuyên dùng để mình pha cà phê rồi pha trà rồi nói chung là các loại thức uống mà cần phải nguấy thì các bác cho vào lắp pin vào cho em là xong. Khi rửa thì các bác tránh nước vào cái phần đít này là xong nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện ích, ví dụ buổi sáng các bác dùng ly cà phê. Đấy các bác cho trực tiếp vào đây cho em. Đó. Vừa có nắp đậy giữ nhiệt tốt nhá và rất là tiện ích luôn. Chỉ cần khuấy lên này cho em là xong này. Đấy bật này. Ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm này, có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy bỏ vào là nó sẽ khuấy cho các bác và rất tiện ích luôn. Nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng bưng bê cực kỳ là an toàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 trong con cốc tự khuấy như này nhá. Đấy lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Giá sẽ là 90.000 cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 một em nhá, 90.000 một em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc, dung tích của con này sẽ là chiều rộng của nó là 70, chiều dài là 1m4, to như cái bàn luôn các nhá. Đấy to như cái bàn luôn đây các bạn. Đấy, 70 1m4, hai mặt, một mặt bông mịn, một mặt bông thô. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 40.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một khăn mặt thường ở ngoài cửa hàng cũng đã phải mất đi là 10 20.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to đại choác như này. Hàng thì của Hàn Quốc, chất liệu sợi bông thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đó, mềm mịn, thấm hút nước rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên em đang thanh lý tri ân gửi tới các bác cái giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất hợp lý rồi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với là 140 cm. Giá sẽ là 40.000 trên một em nhá. 40.000 trên một em. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ rổ đây. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá, rổ vuông. Con này thì hàng nhựa Việt Nhật này. Đấy, không cần phải bàn nhiều. Đây. Như này là các bác xem thực tế luôn nhá. Đấy, thực tế luôn chứ không phải bàn làm gì cho nó mệt này. Đấy các bác thấy không? Đấy. Chất liệu nhựa của nó khỏi phải bàn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này, đó, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy bao gồm cho các bác là 3 đôi luôn. Ở đây nó sẽ có 3 đôi. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, tức là 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết 3 đôi. Đấy 3 đôi. Này mà các bác dùng để ăn rau ăn dạ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rau sống, rau siếc rồi nói chung là đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Nhựa nguyên sinh, an toàn. Đấy các bác không đựng đồ nóng là được, còn đồ lạnh rồi thực phẩm các thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch thì bên em có hai mẫu. Một là cái này thì nó sẽ là một cái dòng ba lô các bác lên cho em đó là ba lô tím nhá. Ba lô tím này. Đấy. Con này sẽ là ba lô tím này. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000, 120.000. Đó cho một con ba lô tím như này. Con này thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây này. Một ngăn phụ bên hông này, căn bên này thì để các bác bỏ giày này. Bỏ giày dép vào đây này. Đấy. Bỏ giày dép vào đây. Bỏ giày dép vào đây cũng rất là tiện luôn. Đó, đây. Ở đây thì các bác bỏ giày dép vào đây kìa, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Cái ngăn này các bác bỏ giày vào đây nhá. Bỏ giày dép vào đây rất ok luôn. Và bên trong này thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to nhá, một ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này. Và có một cái ngăn nhỏ chống nước luôn, ngăn nhỏ có dây bóng chống nước nhá. Đấy, dây bóng chống nước như này. Các bác lên cho em là bao lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. Đó, 120.000. Và tiếp theo thì con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều cao là 25 cm và chiều rộng cũng vào khoảng là 20 cm. Bao lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop có cái bao lô da nhé. Đấy, bao lô da. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da như này. Đấy. Con này thì cũng chỉ có 125.000 thôi. Con này thì nó dài hơn một chút, chiều dài của nó thì vào khoảng là 50 cm. Còn con này thì nó sẽ là 45 cm. Đấy, một con bằng vải và một con bằng da. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bao lô da nhé. Đấy, nó cũng có cho các bác là
một cái ngăn phụ đây, một cái ngăn phụ bên hông này để các bác để giày dép vào đây. Đấy, một cái khuy như này để các bác sọc vào cái vali kéo này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái ngăn to. Một ngăn to như này, và một ngăn to này thì cũng có hai ngăn, một ngăn phụ linh tinh và một ngăn có túi bóng để các bác chứa đồ. Đấy, đây, rất tiện ích nhá. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen nhá, bao lô da đen. Đấy, bao lô da đen như này. Đấy, giá thì sẽ là 125.000, một con thì sẽ là 120 là bao lô tím, còn con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. Đấy, giá sẽ là 125.000. Hai cái mẫu ba lô của bên em rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó thì các bác có thể mua về để mình đi du lịch. Đấy, du lịch rồi hoặc là đi đâu đó thì rất là tiện. Đấy, đi công tác. Đấy, con này thì nó chất liệu bằng vải nhá. Vải bóng nhá, vải bóng chống nước này. Đấy, vải bóng cũng chống nước luôn. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. À, bao lô tím, giá sẽ là 120.000 cái bao lô tím như này. Đó, bên em có hai cái mẫu ba lô như vậy. Để các bác sử dụng thì các bác tùy theo thích cái nhu cầu của cái dòng nào thì các bác cứ lên mã cho em. Đấy. Con này thì lên cho em là ba lô tím này. Đó. Ba lô tím. Ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là ba lô đen đi, ba lô đen. Đó. Ba lô đen nhá. Ba lô đen, giá sẽ là hoặc ba lô du lịch da đấy. Chứ em lên ba lô du lịch da. Giá sẽ là 125.000. Hai con chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Rồi ok các bác. Hello các bác nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Cơ bản thì nó đều là các cái mã bên em đã và đang bán cho các bác, cho nên là em sẽ lên video cơ bản nhanh để gửi tới các bác thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây, các bác xem con đồng hồ Rolex này. Con này thì nó sẽ là mặt màu đen. Đấy, số màu vàng đính kim cương rất là đẹp này. Có lịch ngày tháng đàng hoàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Và cái giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này các bác này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex 300.000 chạy bằng pin. Giá thì đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Về nhà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đấy, tiện ích đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường nhá. Lịch số to rõ ràng đẹp, hàng của thương hiệu Rolex các bác này. Đó đây, Rolex đây. Đó, giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá sẽ là 300.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Thì lưu ý các bác là cái nồi kho cá này thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà nó là nóng chậm. Nó sẽ là cái dòng nồi nóng chậm, cho nên là con này khi mà các bác sử dụng ấy thì khi mà kho cá thì nó phải hàng gọi là nửa ngày hoặc một ngày thì nó mới chín được cá. Cho nên là khi mà về các bác test ấy mà các bác vừa ấy cắm xong mà các bác đòi nóng ngay là nó sẽ không nóng được đâu. Còn hàng thì bên em bảo hành cho các bác, cho nên là các bác yên tâm. Hàng của thương hiệu Matika con này, Matika. Con này thì sử dụng điện 220V, 50Hz và 235W. Công suất của nó sẽ là 2.5L nhá, 2.5L. Đó, rất tiện ích như này. Câu thông số đầy đủ cho các bác luôn nhá, Matika. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 290.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Con này thì các bác nhận hàng khi các bác kiểm tra thì cứ làm sao mà không bị vỡ, không bị nứt là được rồi. Còn lại là hàng bên em bảo hành như là các bác cứ test sử dụng thoải mái cho các bác luôn. Lên cho em là nồi kho cá, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bọc yên nhá. Đây nó sẽ là một cái bọc yên như này. Thì con này nó co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể bọc vào yên xe SH này. Xe, các loại xe đều được hết nhá. Xe đạp điện cũng ok và nó có cái phần co giãn đây rồi để các bác thắt vào cho em. Đấy, nếu mà yên nhỏ thì các bác thắt vào và yên to thì các bác giãn ra. Đấy, và nó có dây chun co giãn như này. Thì các bác lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây các bác, nó sẽ là một cái con bọc như này. Các bác về các bác cứ bọc vào cho em là ok. Đó, đây. Các bác ngồi bình thường thì nó rất là nóng nhưng mà bọc lên thì rất là ngon luôn nhá. Chống xước yên này, yên cũ yên yếc các bác cho vào được hết này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bọc yên xe, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là, đây, một chiếc như này. Nó vào khoảng là 35-35, đấy 35-35 nhá.
Đấy, khoảng 35 gì đấy các bác nhá, 30 35 gì đấy. Và con này thì các bác chuyên dùng để mình lau kính, lau các cái phần như là bếp ga, bếp điếc. Đấy, và các cái phần kính như này các bác lau nó rất là sạch này. Con này lau thì ưu điểm của nó là nó sẽ không để lại vết nhá, không để lại vết thì khi các bác lau nó rất là thích. Đấy, lau rất là thích và nhanh sạch nhá, nhanh sạch không để lại vết trên kính. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 50k cho một bịch như này. 50k cho một bịch như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Giá sẽ là 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy. 50.000 cho một bịch như này. Lên cho em khăn lau kính, giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Với chiếc khăn này, bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đó, giá sẽ là 50.000 cho bịch 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau bằng tay nhá. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một chiếc này, 100 cành một chiếc. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, bao gồm cho các bác là có 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi thì về nhà các bác lấy cái lưỡi này ra các bác lắp vào cái phần thân cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là thái lát, thái sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Đấy. Sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Về nhà thì các bác lấy cái này ra, sau đó thì mình lắp cái lưỡi này vào cho em này, đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đấy, lắp lưỡi rất là dễ dàng thôi. Lắp lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì mình lắp cái phần lưỡi này vào trong cái phần này. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đây như này. Đấy, khi mình quay thì cái miếng rau củ quả nó sẽ được thái ở trong cái cuộn này. Đấy, lắp cái tay công này vào đây, lắp tay công vào đây. Lắp tay công vào đây để quay này. Đấy, và các bác dùng cái này để mình ấn nó xuống này. Rau củ quả mình ấn nó xuống để nó tránh vào tay này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái con máy thái rau như này. Hàng này thì quá là tiện ích rồi, tiện ích lắm. Các bác dùng để mình thái rau các thứ thì rất là ok. Đây em sẽ có cái video mô phỏng cho bác xem. Chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà hình quả lại rất đẹp mắt. Đấy, các bác lên cho em là máy thái rau nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, con này thì nó sẽ là thái bằng tay nhá, thái bằng tay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy đũa nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều, nó rất là tiện ích thôi. Đấy, trời mùa nồm ẩm như này hoặc là các bác dùng quanh năm ngày tháng đều ok. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái móc dán tường này, một móc dán tường và có ba cái móc treo như này, thì các bác lắp vào cái móc treo này vào đít cho em này. Đấy, lắp móc treo vào đít này để các bác có thể treo tạp dề hoặc treo mấy thứ linh tinh. Đó, còn bát đũa, đũa thì cần sấy môi các bác bỏ vào đây xem. Khi bật lên thì nó sẽ là cái đèn màu tím nhá, màu màu xanh tím. Đó là cái đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn luôn. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho cái con máy sấy đũa như này nhá. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đấy, máy sấy đũa này. Sấy đũa, giá của nó sẽ là 100k. Đó, máy sấy đũa 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác nên mua, tính ứng dụng của nó rất là cao và sử dụng thực tế trong gia đình luôn. Thôi, các bác này. Vì tôi thật sự như vậy, có lần tôi được một chị bạn mời đến nhà ăn tối, sau bữa ăn tôi phụ chị rửa chén, tôi thật sự quê là quê, chúng mình quê nhiều. Khi tôi chạy khắp gian bếp không thấy ống đũa, tôi hỏi chị sao nhà mình không sắm ống đũa, em không biết phải rắc đũa, muỗng ở đâu? Chị cười, em ơi, giờ ở thành phố ít ai xài ống đũa lắm, giờ người ta xài hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, rẻ lắm em, mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Chị đâu biết là em quê một dữ vậy đâu. Em nên hợp tác gia 999 mua đi. Chị hay vào kênh hợp tác gia 999 mua hàng lắm. Không mua cũng vào rất xem là hàng, okay các bác nhé. Họ bán nhiều thứ hay hơn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia túi thả bồn cầu nhá. Một túi này thì 10 viên. Một tháng các bác cứ cho một viên này cho em. Một viên này cho em. Đấy, còn nếu mà nhà đông người thì có thể là tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết một viên, hoặc một tháng cứ cho một viên này cho em. Nước nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Thứ nhất là sạch đẹp này. Đấy thì con này nó sẽ rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch tẩy trắng diệt khuẩn và thơm nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Sạch tẩy trắng diệt khuẩn thơm. Đó, và giá của nó chỉ có 15k trên một bịch thôi. 15k trên bịch 10 chiếc theo thoải mái cho bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc thì đây nó sẽ là một cái bộ kìm bấm cúc như này.
hàng đa di năng cho bác luôn, đầy đủ các chi tiết để các bác dùng để mình bấm cúc nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi, 40k thôi. Quần áo các bác bị lỏng, bị thừa, bị bong cúc, bật cúc, các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Dạ em cảm ơn chị nhé. Kìm bấm cúc đa năng. Con này thì nó dùng nó rất là tiện, các bác có thể dùng để mình đây. Sử dụng được trên mọi loại vải. Đây. Đấy các bác chỉ cần bấm này là xong cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Kìm bấm cúc rất cao cấp, sử dụng được trên mọi loại vải. Đấy rất là tiện ích các bạn. Đó. Đây các bác này, đấy mình chỉ cần đặt vào bấm vào là xong. Đấy nó rất là tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đặt vào, bấm này. Đấy là các bác đã có cái bộ khuy cúc ngon rồi. Rất tiện ích luôn, vừa vặn đẹp. Đấy bấm quần bò còn biết giày dép chăn màn đều ok hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Combo của nó sẽ là một cân và một đôi pin đi kèm nhá, một cân một đôi pin đi kèm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là một một cái combo như này. Bỏ cho anh những viên pin cho nó rơi mất đầu viên. Giá của nó sẽ hả? Pin nhỏ. Giá sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Mặt cân thì bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực. Đấy, và có thể chịu được cân nặng lên tới 180 cân. Đấy. Một cân nặng lên tới 180 cân luôn, tha hồ thoải mái bác sử dụng nhá, lắp pin vào cho em là mình dùng thôi. Đó, đây, sẵn pin này các bác, có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, lắp pin vào sau đó thì mình bật nguồn lên. Đấy, lấy quả khác thì quả này hết pin rồi. Xì. Có một cái đây. Có không? Các bác lắp pin vào cho em nhé. Nếu mà pin mà hết pin thì các bác có thể thay pin nhé. Tại vì là cái hàng này của em thì nó để lâu, khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị hết pin. Đấy, hết pin các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó các bác cân như bình thường thôi. Đó, sau đó các bác cân như bình thường cho em là xong. Con này có cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, có cập nhật nhiệt độ bây giờ đang là 23 độ C này. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đó, đây. Con này thì nó cân được tới 70 cân nhé. 70 cân. Đấy, con này cái viên pin này của em cũng có vẻ hết pin rồi. Về nhà các bác có thể là lắp pin mới vào cho em nhé. Đấy, đây. Em hiện đang là 68 cân nhá, 68 cân. Đó, đây các bác này. Đấy, nó nhớ số cân luôn nhá. Đấy, có vẻ như là nó hết pin rồi nhá. Hết pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. À, về nhà các bác lắp pin mới vào cho em để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái con cân sức khỏe như này nhá. Đấy, nếu mà hết pin thì về nhà các bác có thể lắp pin mới. Đó, đây. Rất tiện ích luôn, cân được 180 kg. Đấy, lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe này, cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách quý song ngữ nhá, sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Con này thì về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em, cái này bên em bán thì không kèm pin nhá. Đấy, không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, quyển này của nó sẽ là 100.000, về nhà các bác lắp cho em 3 cục pin con thỏ nhỏ vào đây. 3 cục pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím này. Đầu tiên nó sẽ là một cái phím phím nguồn này và một cái phím của trang này. Đấy, mỗi trang có một phím. Phím nguồn thì thường là ở cái dòng trên này, còn phím trang thì nó sẽ đi theo từng trang như này. Đó. Và con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con quyển sách quý song ngữ rồi nhá. Đấy, rất là nhiều chủ đề này, rất là nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Việt cho các bác luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình nhân dịp Tết năm mới này, hoặc là mua để cho con cái nhà mình sử dụng, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là sách nói nhá, sách nói này. Sách nói, giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái quyển sách nói này luôn. Đây các bác nhá, có cả ca nhạc luôn và đấy, rất là nhiều chủ đề nhá. Đây là một cuốn sách nói chắc chắn sẽ được rất nhiều các bạn nhỏ ưa thích. Tạm biệt bạn nhỏ, hôm nay lần sau học tiếp nhé, chào mừng bạn. Đây sẽ là nút khởi động của từng trang. Muốn đọc trang nào các chị cho con ấn vào nút sao để khởi động. Sau đó bắt đầu đi đọc chi tiết của từng chữ cái. A, quả na, á, cái khăn,
Cuốn này có 24 trang gồm những chủ đề, chữ cái tiếng Việt là 3 trang, đủ các chữ cái từ A đến Y. Chủ đề về số đếm, ấn nút sao khởi động, sau đó đọc. 0, 1. Có tiếng Anh đi kèm. Tiếng Anh, 0, 1. Chủ đề về nghề nghiệp, nhân vật, động vật. Chủ đề về trái cây, ấn nút sao khởi động, sau đó đọc. Quả lê, quả táo. Có mục kiểm tra bài để tương tác cùng với các con. Quả dâu tây, ở đâu vậy? Rất là ok các bạn nhé, giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, bán cả hàng bao nhiêu rồi các bác nhá. Đấy thì đây nó sẽ làm con ấm rất là tiện ích như này, các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt rất là ok. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này. Hàng cực kỳ là bằng inox 316 này, rất là mịn luôn. Các bác có thể cho trực tiếp cà phê vào đây, sau đó thì mình chỉ cần là rội nước vào là xong. Đó là các bác đã có một phin cà phê rồi. Đấy, hoặc các bác có thể pha trà, pha quát các loại hạt, nước uống rất là ok. Dung tích của nó là 1 lít inox 316. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con ấm pha trà như này. Giá của nó sẽ là 100.000, 110.000 nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy 110k nhá, 110k một chiếc. Lên theo là ấm pha trà, giá sẽ là 110k một cái nhá, 110.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái loại máy đó là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột như này. Đấy con này thì các bác dùng chuyên để đuổi chuột rất là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Yeah. Máy đuổi chuột nhá. Đấy con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá, 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đuổi chuột, đuổi ruồi, muỗi, kiến, gián, côn trùng đều đuổi được hết nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Nếu bọn chuột thành tinh này phải dùng máy bằng sóng siêu âm, chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là cả họ cả hàng, cả hang cả ốc nhà chuột, rán hay côn trùng cũng phải ly biệt hết. Sản phẩm đặc biệt không ảnh hưởng đến trẻ em hay vật nuôi trong gia đình. Một sự lựa chọn hoàn hảo chỉ với 69k. Đấy, rất là tiện ích cho các bác nhá. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không rất là ok luôn các bác nhá. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng cũ mới lên, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chống trộm nhá. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Con này thì các bác dùng nó siêu tiện dụng luôn. Đấy con này thì nó sẽ là dòng chìa vát rãnh như này các bạn này, chìa vát rãnh như này và nó rất là ưu điểm luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện ích. Bình thường thì các bác dùng như một chiếc khóa bình thường như này và khi các bác đảo chiều lại thì nó sẽ là dòng còi hú như này nhá. Đấy còi hú các bạn. Đấy. Đấy. Tức là khi mà các bác chạm nhẹ thì nó sẽ kêu 3 tiếng nha, và khi mà các bác có tác động mạnh thì nó sẽ hú lên. Đó, các bác theo. Đấy. Kêu ù tai luôn các bác nhá, kêu ù tai luôn. Thì khi mà nhà các bác có trộm thì nó sẽ động chạm vào và nó sẽ kêu lên thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 80k cho một cái bộ khóa chống trộm như này. Thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái việc là bảo vệ tài sản của gia đình mình nhá. Lên cho em là khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Khóa chống trộm. Chống trộm giá của nó sẽ là... Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 một con khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm. Được cái... Đấy kia. Cái điểm kia. Cái nhang trầm các bác nhá. Nhang trầm thì đây nó sẽ là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là... Đây nó sẽ là một cái nhang trầm như này. Đấy ở đây thì... hàng nó sẽ về theo lô nhá. Đấy có lô thì nó sẽ được 100 vòng. Có lô thì nó chỉ được khoảng... 6 đến 70 vòng thôi các bác nhá, 6-70 vòng thôi. Đó, đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang như này rất là thơm luôn các bác này. Đấy, một vòng này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Đấy, một tệp này của nó là 2 vòng này. Đấy.
mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy liên tục là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Thời gian nếu ở khu vực nào mà ít gió thì nó có thể cháy đến 4 tiếng luôn. Cháy rất là lâu các bạn, cháy rất lâu và rất là đượm và rất là thơm luôn. Thì giá chỉ có cho các bác là 40 cành cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Lên mã giúp em đó là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Lên cho em là nhang trầm đốt này. Nhang làm từ gỗ trầm này và dùng để đốt này. Cho nên lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gọi là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Đấy, vòi tưới cây bằng đồng tăng áp này. Đấy thì đây nó sẽ có cho các bác là 3 cút nối này và một cái vòi bằng đầu bằng lõi bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tưới cây bằng đồng. Con này thì nó sẽ có cho các bác các cái phần cút nối như này và một cái đầu vòi như này các bác, một đầu vòi này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây. Và các cái đầu vòi để các bác kết nối với các cái nguồn nước này, đầu cút này, đầu vòi này nó sẽ xịt thẳng này, xịt tưới cây này. Đấy, rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, xịt tưới cây, rửa xe các thứ rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Vòi tưới cây bằng đồng giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây bằng đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn mang sông nhá. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cho các bác một cáp sạc luôn. Lô này về thì nó sẽ là lại là màu đen nhá, màu đen. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì có cái công tắc này. Các bác có thể dùng để mình tắt bật này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Có công tắc vừa tắt bật vừa tăng áp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, dày dẫn chắc chắn này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là ánh sáng vàng nhá. Có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng các bác nhá. Rất đẹp cho các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để decor trang trí này, bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó, và có chiết áp các bác tùy chỉnh nhá. Để trang trí trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó. Hoặc dùng các bác sử dụng khi mà mất điện các thứ thì nói chung cũng rất là tiện. Lên thì em là đèn mang sông giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này thôi. Lên theo là đèn mang sông này, đèn mang sông giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng pin nhá. Con này cả hút cả thổi luôn, chạy bằng pin, rất là tiện ích luôn. Đây là các cái phụ kiện của nó này, các cái đầu hút, đầu thổi này. Đấy, rồi chân sạc này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio này, Tamashio made in Japan như này các bác nhá. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hút cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Thì con này nó cả hút cả thổi luôn. Đấy. Thì các bác lắp cái đầu này vào thì nó sẽ là đầu hút bụi này. Đấy, đầu hút bụi này. Đấy. Và đầu này thì nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái vòi và đít này là nó sẽ thổi thôi. Đấy, tức là hút vào và thổi ra. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác này, đấy. Rất là mạnh các bác nhá. Các bác rất là mạnh luôn. Thì nó sẽ là có cả đầu hút cả đầu thổi luôn và combo cho các bác giá sẽ là 170.000 thôi nhá. Đấy. Lên cho em là hút thổi bụi này, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k cho một bộ như này. 170.000 cho một bộ hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít xanh này thôi. Giá rất là hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k vít xanh này. Giá sẽ là 40k một bộ như này. 40.000 cho cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này các bác này, một tay công một tay nối dài như này. Đấy, và hàng thì nó rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Và nó cũng có điều chỉnh dài ngắn ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, các bác có thể cho dài ngắn tùy theo ở đây nhá, rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp cho vào đây. Đấy, cho vào đây để mình xoáy như kiểu xoáy công như này nó rất là tiện. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một bộ như này. Thì các bác đã có cho em là tới 30 đầu vít rồi và các cái chi tiết đi kèm nữa, rất là tiện ích luôn. 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà. Đấy, con này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dép đi trong nhà như này và giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 một đôi thôi. Đấy, chất liệu của nó thì phần lót này bằng nhung này, rất là ấm luôn. Phần dưới thì bằng xốp mềm này, bằng xốp siêu nhẹ này, xốp siêu nhẹ này. Bên trên này thì sẽ là vải nhung như này, vải nhung này đi siêu ấm luôn.
Đấy, mùa đông các bác dùng để đi trong nhà rất là ok nhá, nam nữ đều đi được cả nhá. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là dép, dép xốp nhá. Đấy, lên cho em là dép xốp này. Giá sẽ là 35k nhá. 35.000 cho một đôi dép xốp như này, rất tiện ích cho các bác luôn. 35k thôi. Giá rất là rẻ luôn các bác nhá. Đó, 35.000 cho một đôi dép xốp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp nhé. Qua lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây nó sẽ là một cái dòng sen có kèm cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đây, đấy, cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có điều chỉnh to nhỏ này và có đóng ngắt trên tay luôn nhé. Và có dây nối như này. Đấy, sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 95k nhé. Cái bộ này thì các bác dùng nó rất là tiện ích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá sẽ là 100k nhé, 100.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sen cao su, cũng có cả sen cả dây luôn. Con này thì nó vừa là dùng sen tắm này, có cũng điều chỉnh to nhỏ này, rồi tăng giảm này. Đấy, to nhỏ đóng ngắt này. Và có cho các bác các cái chế độ điều chỉnh này. Và con này ưu điểm của nó là có cái đầu cao su như này. Thì khi các bác tắm thì mình dùng để massage cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt luôn. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này. Hoặc là các bác dùng để mình kỳ cọ rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái sen cao su như này nhá. Cũng có đầy đủ cho các bác các cái đầu, các cái chi tiết để các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su 95k cho một cái bộ như này. Đấy, thì có hai loại như này để các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhé. Lên trên là tô vít vạn năng. Con này thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cũng ok thôi. Đấy, lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó, đây, về nhà thì các bác có thể lắp cho em một cái viên. Đưa cho anh cái viên pin lắp thử xem nào. Các bác có thể lắp cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em để mình sử dụng này. Đấy, viên nhỏ. Đấy, lắp cho em một viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, và cái đít này cho em này để mình sử dụng này. Và cái này bên em bán thì không kèm pin đâu. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác nhá. Đấy, để em thử lắp thử xem con này nó có lên không nhá. Đó, đây. Đấy. Đấy, thì cái này hết pin rồi các bạn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Viên pin này của em. Đấy, thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó. Đấy, cái viên pin này của em nó hết pin rồi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các cái đầu vít như này nhá. Đấy, thì to nhỏ lớn bé lục giác rồi múi mít ba khe hoặc là vít dẹp đều có cả nhá. Ba khe và dẹp đều có cả. Thì các bác muốn dùng cái nào thì dùng, nó rất là tiện ích. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu vít tất cả luôn. Con này nói chung là dùng cũng rất là ưu điểm đấy các bạn. Đấy. Các bác không cần phải lấy nhiều tô vít ra để mình sử dụng. Đấy, nó có đầy đủ to nhỏ cho các bác luôn. Và có một cái loại đầu bé tí này. Đầu bé tí này các bác sử dụng cũng rất là ok nhá. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ tô vít vạn năng như này thôi. Giá chỉ có 80k thôi. Mua có 80.000 mà dùng được tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đầu tô vít như này thì rất là ok luôn. Hàng đúng như trên hình như này. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là tô vít vạn năng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, thì em gọi luôn nó sẽ là vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòi van xả nước như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hai nguồn nước nhá, một là đầu vòi này, hai là vòi này. Và cái này các bác cũng có thể xoáy ra này để mình kết hợp với các cái đầu vòi khác nhau luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Các cái đầu cút nối khác nhau. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh. Giá chỉ có 50k cho một con vòi cam xanh như này thôi. Con này rất tiện ích luôn nhá. Chia ra làm hai đường nước này, đầu kết nối bằng đồng này, rất tiện ích luôn. Đó, nói chung là con này thì rất tiện ích và cái giá của nó cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đốc sạc kèm pin, bỏ cho anh 4 viên pin đây nào. Đốc sạc kèm pin như này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. Giá sẽ là 65.000, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác là sẽ là một đốc sạc và 4 viên pin như này nhé. Một đốc sạc 4 viên pin như này. Đấy, giá sẽ là 65k. Đấy, cái này thì các bác dùng cho pin đồng hồ nhé. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhé. Đốc sạc này, đốc sạc pin đồng hồ. Pin ở đây sẽ là pin đồng hồ nhá, giá sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Đấy, thì pin này pin đồng hồ các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào mic karaoke đều được nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm một đốc sạc một pin. Một đốc sạc một pin cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một con phao nước rất là tiện ích luôn. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái phao như này. Kèm thêm cho các bác là cái cao su non và cái này là để điều hướng nước nhá. Các bác có thể xoáy vào để điều hướng này. Chảy lên, chảy ngang, chảy ngược đều được hết. Và cái đầu này các bác kết nối với cái đầu nguồn nước cho em. Đó. Và cái phao này nó rất tiện ích. Nước ngập một phân thì nước phao sẽ tự đóng ngắt.
rất tiện, các bạn dùng rất là đa di năng luôn. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá. Phao nước này giá sẽ là 70k nhá, 70k. Đấy, con này dùng nó sướng lắm, nó tiện chứ không như cái phao cơ truyền thống các bác dùng nhiều khi nó không ngắt được thì bị tràn nước, còn cái này thì nó để thẳng như này là khi các bác dùng là nó sẽ tự ngắt luôn, nó rất là tiện. Đó. Phao nước 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser này, thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng thước đa di năng và rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một cây thước như này nha. Một cây thước như này các bác này. Đấy, các bác bật lên cho em. Bật lên cho em thì các bác rút cho em cái phần cản pin này ra thì cái tia laser nó sẽ lên này. Đấy đây. Các bác nhìn cái tia laser này. Đấy, các bác thấy không? Đây, tia laser rất là rõ luôn nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh tia đứng, tia nằm hoặc là lấy góc vuông như này đây. Đấy, các bác xem em dọi vào cái góc vuông của cái tường gạch này, đét đẹp luôn nhá. Đó. Con này thì sẽ có cho các bác là điều chỉnh tia đứng thì các bác gạt đứng lên này, tia nằm thì các bác gạt này. Ở đây có cái đầu này, các bác gạt trực tiếp vào cái đầu này cho em này để các bác điều chỉnh tia nhá. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái thước này, thước Livo này, bao gồm là đứng nghiêng và nằm này, đứng nghiêng và nằm này. Rồi có cái thước đo 15 cm này, thước đo 15 cm đây. Và ưu điểm là có thêm một con thước rút như này nhá, một con thước rút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Thước rút thì nó vào khoảng là 2m đến 2m rưỡi nhá, 2 đến 2m rưỡi trong con thước rút như này. Đấy thì combo cho các bác là một cái thước laser như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Đó. Thước laser này, laser. Giá sẽ là 90k một em nhá, rất tiện lên. Em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp sách của học sinh nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cặp hàng nội địa của Nhật. Thì ưu điểm của bác khi mà dùng con này thì nó sẽ là chống gù lưng cho các em nó rất là tốt luôn. Đấy. Nó sẽ có cái phần quai chống gù lưng như này nhá. Đấy thì các em nó đi học thì nó rất là tiện ích luôn, khi mình đeo vào thì nó sẽ không bị gù lưng. Đấy. Các em có mang nhiều sách vở đi cũng rất là yên tâm. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái ngăn để đựng nước này. Đấy, đựng nước, đựng các cái đồ lặt vặt này. Và đằng trước này cũng khá là nhiều ngăn luôn, khá nhiều ngăn luôn. Và bên trong thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, thì khi các em bỏ cặp, bỏ sách vào nó sẽ không bị quăn. Và ưu điểm của con này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là chống gù lưng nhá. Đấy. Thì chống gù lưng thì các bác biết rồi. Đấy, các em bây giờ đi học thì chữ thì ít mà sách vở thì nhiều. Đấy, một cái em lớp 1 thôi mà cặp sách cũng mang theo là đến choãi hết cả vai luôn ấy. Chả hiểu là học hành kiểu gì các bác nhá. Đó. Ngày xưa em đi học thì có mang sách bao giờ đâu. Đấy. Thế mà bây giờ bọn nó đi học sao lắm sách thế. Đấy. Thì lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách này, chống gù lưng. Chống gù lưng này. Chống gù lưng giá sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho một em cặp sách chống gù lưng. Nó rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhá. Keo vá tường thì đây nó sẽ là một cái lọ keo như này. Một cái lọ keo như này các bác này. Đấy, dung tích của nó là 250g và giá sẽ là 40.000. Đây. Đấy, về nhà thì các bác bơm cái keo này ra cho em này. Đấy, các cái chỗ tường nào mà bị bong chốc, bị nứt nẻ này, đấy, bị thấm rột. Đấy thì các bác vá trực tiếp lên cái phần đấy cho em. Sau đó thì mình để là nó sẽ tự khô thôi, thì nó rất là tiện ích. Đây. Đấy, ví dụ như là cái phần tường bị vết mực này, đây nhá, vết mực nhá. Đấy, các bác chỉ cần vá lên này là cho em xong rồi. Hết vết mực luôn. Đó, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bạn. Tại Đài Loan và hiện nay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, một siêu phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, được đánh giá là keo vá tường tốt nhất hiện nay và được các nhà thầu xây dựng chọn mua nhiều nhất. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi giảm giá duy nhất lên đến 50%. Và sau đây là lý do tại sao mọi nhà nên sở hữu ngay chiếc keo vá tường để tiện cho việc xử lý các vết lỗi trong ngôi nhà bạn. Đầu tiên, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian chi phí để tìm thợ đến sơn sửa nhà mà có thể tự tay mình thi công một cách tiện lợi. Thứ hai là với sự vượt trội tích hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm, giúp bạn sơn sửa nhà cửa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu tiên, keo có thể vá được các vết tường nứt, bong chóc, mị rộp, vỡ thành màng. Công dụng thứ hai, khác với các loại bột mã, bột chét thông thường bên ngoài thị trường, keo vá tường còn thấm nước, chống thấm quân trội. Và cuối cùng, không thể nói đến độ bám dính cực tốt của keo vá tường với độ bền tuổi thọ lên đến 4-5 năm. Keo vá tường siêu tốc. Rồi, ok các bác nhá, 40.000. Hello chào các bác nha, nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi, thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình.
Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi, các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40.000 nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này. Đấy, Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in France này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1 2 3 4 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000, tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó. Dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1 2 3 4 5, 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhá. Khò ga đại cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này, hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50.000. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết đấy các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắp quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát rồi chống đảo chiều rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy.
đây các bác này, đấy, nó còn xoay thẳng được như này nữa này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngon nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh minh. Hold vào đây. Đấy các bác nhá, các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó cũng rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đấy nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, 130.000 cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên cho em là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng. Giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20 25 gì đấy nhá, 25 25. Đặt này về mẫu to. Giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm được. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30.000 trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn led các bác này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nha. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này. Đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này.
và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này. Các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó. Đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá. Cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy là nó sẽ tắt, thì các bạn phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng ba cánh như này, rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng ba cánh nhá, giá của nó sẽ là năng lượng ba cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa, rất tiện ích luôn. Rồi ok, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên đăng lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhé. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany này, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng xong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này.
tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30 nghìn rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60 nghìn thôi, tức là các bác được không cái máy này rồi đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em, có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em, lắp vào là mình dùng thôi các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1, 2, 3, 4, 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy 4 đầu bàn chải, một cáp sạc, một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhá. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn, từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này, 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lưới lọc các thứ đàng hoàng. Có giòng nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy, thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100 màu inox sẽ là 107 nhá. Màu inox 107, màu xanh đen thì cũng là 107 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 107 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu xanh đen này, đấy hoặc màu đen, màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy, đây. Em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục xả thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây, dẻ đây, ngoài đây. Đấy, các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy, thì các bác dùng để mình đánh giày, đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy, thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch giấy lau giày như này. Và các bác mua từ
ba bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn, đây em lau khô đi cho các bác xem này. Đấy, trực quan sinh động luôn nhá. Đây, bên này chưa lau là đen xì này. Đấy, bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy, như mới luôn nhá. Đây. Đấy, đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bạn thấy không? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nha. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân nha, em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc mang đi Tết, rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy, lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đựng trong một hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng, thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 316 này. Inox 316 các bác dùng thực phẩm, thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy, thì hoặc màu đỏ, thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay em lại lên các mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì hôm nay bên shop còn một số mã hàng thì em lại tiếp tục lên video thanh lý dần từ dần Tết, thì sẽ có rất là nhiều các cái mã hàng bên em thanh lý và em sẽ đưa vào đầu video để cho các bác xem nhé. Đầu tiên thì em thanh lý cho các bác cái hai cái con khóa số này. Hai khóa số thì nó sẽ có là một mẫu to và mẫu nhỏ nhá. Một mẫu to, mẫu nhỏ. Mẫu nhỏ này thì em còn hai chiếc nữa thanh lý cho các bác với giá là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc nhỏ như này. Đó, còn mẫu to này thì sẽ là thanh lý cho bác với giá là 50.000 một chiếc như này. Đấy, các bác có thể dùng cái khóa số này, các bác khóa vali này, khóa tủ đồ này, hoặc là khóa các cái khu vực cửa cổng đều được hết nhá. Con nhỏ này thì nó bằng hai ngón tay. Đấy, con to này thì sẽ là bằng khoảng ba ngón tay như này nhá. Đó.
Thì con nhỏ này còn 2 con, thanh lý nốt cho bác với giá là 30 nghìn một con. Còn con to này thì cũng còn 2 con, thanh lý nốt cho bác cái giá là 50 nghìn một chiếc nhá. 50 nghìn một chiếc. Đấy, các bác lên cho em là khóa vali số nhá, khóa vali số. Đấy, thì còn còn mỗi loại 2 con thanh lý nốt cho các bác. Con nhỏ này là 30 nghìn, con to này là 50 nghìn, khóa vali số này. Tiếp theo là bên shop thanh lý cho bác một ít cái vòi đồng tăng áp này. Đấy, cái này thì nếu mà cái dòng mà có cút đủ nha, có cút đủ thì bên em vẫn bán là 50.000, là nó có thêm 3 cái cút nối nữa. Cầm cho anh cái có cút nối ra đây. Còn cái này thì không có cút nối thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 một chiếc như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp, cái này là hàng thanh lý thì giá sẽ là 30k nhá. 30k. Đấy, 30k. Còn cái con mà có đủ cả 3 cái cút nối như này thì vẫn là 50.000 nhá. Hàng thì nó như nhau thôi, nó sẽ là cùng một loại. Nhưng mà một dòng là có cút nối và một dòng là không có cút nối nhá. Đấy, thì con có cút nối này sẽ là 50k một chiếc này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Đấy, con có cút nối là 50.000, còn con không có cút nối này thì sẽ là 30.000. Đấy, một số mã thanh lý bên em. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cây nấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là đèn cây nấm này. Đèn cây nấm như này. Đấy, hoặc lên cho em là đèn nấm là được rồi. Đấy, thì con này nó sẽ là dùng làm đèn ngủ. Các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em là xong. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó sẽ tự tắt đây. Ở đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này. Đây em che đi là nó sẽ sáng cho các bác nhá. Đấy, che đi là nó sẽ sáng này. Đấy, che đi nó sáng đấy các bác. Bỏ ra nó tắt này. Đấy, có mắt cảm biến cho các bác luôn. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày thì nó sẽ tắt các bác nhá. Đó, đây. Thì giá sẽ là 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Đấy, 25.000 cho một cái đèn nấm như này. Các bác dùng để mình làm đèn ngủ rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là đèn nấm, giá sẽ là 25k nhá. Đèn nấm, giá của nó sẽ là 25k cho một chiếc đèn nấm như này nhá. 25k một chiếc các bác nhá. Đến mã theo là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này. Sẽ là một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Đấy, đèn cúc áo. Con này thì có chức năng là móc khóa này, khui bia này, có nam châm hít này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Và có chân sạc, dây sạc đây và rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ có chức năng là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đó. Con này thì dòng của nó là siêu sáng luôn các bác nhá, sáng chói chang luôn, các bác nhìn vào là đau mắt đấy các bác nhá. Đó, nó rất là sáng. Thì giá thì chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình mang đi làm, đi học, đi công tác hoặc đi đâu cũng được. Đấy, các bác hay đi về ban đêm mà cần dùng đèn sáng thì dùng con này rất là tiện cho em. Lên cho em là đèn cúc áo, giá sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đốc sạc kèm pin như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là một đốc sạc này. Đấy, một đốc sạc kèm 4 viên pin như này. Đấy, cái này thì nó sẽ là đốc sạc pin đồng hồ nhá, chỉ sạc được cho pin đồng hồ thôi. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k cho một bộ như này. Bên em không bán lẻ nhá, bán đốc kèm pin luôn. 65.000 cho một bộ như này. Các bác có thể dùng để làm pin đồng hồ này hoặc là lắp vào mic karaoke. Tết nhất đến nơi rồi, các bác hay hát karaoke thì lắp vào mic karaoke cũng rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm cả đốc sạc cả pin luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái Masabi. Thì bên shop mà sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là 16 bi và một loại là 8 bi. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái con 16 bi nhá. Đấy, con này sẽ là 16 bi này. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, công tắc nguồn đây bật lên này. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ là dòng 8 bi các bác nhá. À, dòng 16 bi nhá. Đấy, con 16 bi này thì giá của nó sẽ là 290.000. 290.000 cho một con massage 16 bi như này nhá. 16 bi luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Tổng của nó sẽ là có 16 bi và có đèn hồng ngoại giúp làm nóng, giúp cho các bác thư giãn thoải mái, thông lưu lưu thông máu huyết nhá. Đấy, khí huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt nhá. Đấy, làm nóng này và có chế độ là điều chỉnh bằng tay này. Đấy, rồi massage bằng tay này, rồi massage đảo chiều này, lượn sóng này, hình núi này, rồi xoay tròn đầy đủ cho bác luôn, rất nhiều chế độ. Con này thì sẽ là 290.000. Hàng này thì các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, chân, tay, bắp đùi đều được hết nhá. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất hợp lý luôn. 290.000, bao ship cho bác đến tận nhà luôn, massage 16 bi nhá. Đấy, con này nó sẽ là dòng 16 bi. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng là 8 bi này. Đấy, con này thì dòng này của nó sẽ là 8 bi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, cái con 8 bi như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là một. Con này thì các bác lên cho em là massage 8 bi nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 8 bi, còn con kia là 16 bi.
Riêng con này thì nó có thêm cái tẩu ô tô nữa để các bác có thể cắm tẩu ô tô, một con cắm tẩu ô tô và một cắm điện. Còn cái con 16B kia thì chỉ các bác chỉ cắm điện bình thường thôi. Còn con này có thêm cả cái rác tẩu ô tô nữa. Thì bác nào có ô tô con thì mình treo vào cái ghế ô tô này, có dây chun này, có dây chun đây. Các bác treo vào ghế ô tô, em đang dùng được cả 2 năm nay rồi nhá và đang dùng rất là ngon, không có vấn đề gì cả. Đấy, em cứ đi ô tô là em bật lên thôi. Đấy, dùng nó rất là tiện. Đấy thì các bác cứ cắm tẩu sẵn vào ô tô, chỉ cần nổ máy là nó sẽ lên thôi. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng 8 bi, mỗi bên có 8 viên bi. Các bác dùng để mình massage cổ rất là tốt luôn. Con này thì chuyên các bác massage cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân đều được nhá. Đấy. Con này thì công suất nó sẽ nhỏ hơn cái con 10 nhỏ hơn cái con 16 bi nhá. Đó, con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. Đấy, 170.000 cho một cái con massage như này. Các bác lên cho em đó là massage 8 bi nhá. Massage 8 bi, giá của nó sẽ là 170.000. 170.000 cho một em massage 8 bi như này. Em này thì khá là tiện dụng để cho các bác đeo ô tô này hoặc là đeo lên cái ghế làm việc của mình ấy. Bác nào có ghế làm việc thì mình có thể đeo lên để mình thư giãn rất là tốt luôn. Thì có một con nguồn cắm điện trực tiếp và một con nguồn cắm tẩu ô tô. Thì nó sẽ có hai con nguồn như này. Các bác dùng rất là tiện. Thích cắm tẩu ô tô thì cắm, mà thích cắm nguồn trực tiếp thì cắm, thì tùy theo cái nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Lên thì em là massage 8 bi nhá. 8 bi. Giá của nó sẽ là 170.000 thôi. 170.000 cho một con massage như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop có một số cái mã thanh lý tiếp theo, đó là cái hũ gia vị nhá, hũ gia vị. Con này thì bên shop cái này là xay tiêu nhá. Đấy. Xin lỗi các bác, con này nó sẽ là xay tiêu. Thì các bác dùng để xay tiêu, xay cà phê, chủ yếu là xay tiêu thôi. Đấy, xay tiêu là ok nhá. Đấy, con này các bác dùng chuyên để xay tiêu cho em. Con này đang bán bao nhiêu? Hả? Con này đang bán 50.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30.000 cho một con hũ xay tiêu này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con hũ này, các bác cho tiêu vào cái phần thủy tinh này cho em. Đấy, cho tiêu thủy tinh này, sau khi nào các bác dùng thì các bác dốc ngược lên cho em nhé, dốc ngược lên cho em, sau đó thì các bác xoay cái phần inox này. Đấy, xoay đi xoay lại cái phần inox này là tiêu nó sẽ rơi trong cái nắp này, các bác dùng thôi, rất là tiện. Xay tiêu nhá, thanh lý nốt cho bác giá 30k một chiếc, em còn 5-6 chiếc nữa. Thanh lý nốt cho các bác, lên mã giúp cho em đó là xay tiêu này, xay tiêu giá của nó sẽ là 30k nhá. Em còn 4-5 cái nữa, 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho bác giá ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Đấy, các bác lên giúp cho em đó là khăn bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một bịch như này. Một bịch này 10 chiếc cuối năm rồi. Các bác dùng để mình sử dụng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, lau giáp rất là tiện. Một bịch này là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc như này. Hàng to dày dẫn. Đấy, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa. Vân vân và vân vân. Đấy, một bịch của nó là 10 chiếc luôn. Đấy, combo cho các bác một bịch là 10 chiếc như này mà giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Các bác lên máy giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, lên cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái găng tay lao động, thì có màu xanh, màu đen, màu ghi, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay có cái độ co giãn cực kỳ là tốt luôn. Đấy, có độ co giãn, độ đàn hồi rất là tốt, thì các bác có thể dùng để mình đây, đấy, rất là ôm tay nhá. Đấy, dùng các bác có thể cầm bút viết thoải mái luôn, cầm bút viết thoải mái các bác này. Lên cho em là găng tay lao động nhá. Bên shop bán theo combo nhá. 5 chiếc thì giá của nó 5 đôi. 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40k cho 5 đôi. Và một hộp một bịch của nó là 12 đôi. Giá thì chỉ còn cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một bịch 12 đôi. Đấy, nếu các bác mua cả một bịch như này là 12 đôi thì rất là rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 12 đôi dùng quanh năm ngày tháng luôn, dùng từ năm nọ sang năm kia luôn mà giá chỉ có 70.000 thôi. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là 40.000 cho 5 đôi nhá, 40.000 cho 5 đôi. Giá thì nói chung là cũng là khá là hợp lý cho các bác rồi. Để các bác có thể mua để mình sử dụng trong cái công việc hàng ngày, dọn dẹp rồi vệ sinh rồi, nói chung là đa di năng được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan đỏ. Bên shop về cho bác cái mũi khoan đỏ nhá. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa là khoan vừa là tazogen luôn. Đấy, đây nó sẽ là cái mũi để tạo gen này. Đấy, vừa là mũi khoan vừa tazogen luôn. Thì ở đây của nó sẽ là một bộ như này, bao gồm 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Mũi khoan tháp của nó thì có 412, 420 và 432. Đấy, và chất liệu của nó là thép gió phủ titan. Các bác dùng thì rất là bền và tiện ích, dùng để khoan được mọi cái kích thước. Đấy, to nhất của nó sẽ là 432, tức là 3/2, dùng nó rất là tiện. Lên cho em đó là mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho một cái hộp mũi khoan đỏ như này, rất tiện ích cho bác sử dụng luôn. Rồi ok.
Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa. Để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông thì các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Đội như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Giờ này lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95.000. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá, pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin, và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá.
rất là dễ mua thôi. Cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá, à nến đỏ nhá, lên cho em là nến đỏ này, nến đỏ giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một cây nến đỏ như này, giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này đó, kèm thêm ống dẫn này, ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá, 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 thôi, giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn đó. Lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này, hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này, hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn các bác này. Này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi gặp vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20 cm và cái chiều rộng này khoảng 5 cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi, các bác vệ sinh đi cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à. 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí, các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhé, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhé, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhé, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác theo, rất là ok luôn đó, rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp giang tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông,
Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm. Nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Hello cho các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông. Thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy.
và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhé. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nên các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn. Giá thì bỏ tranh cái biển. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết. Phương, tươi, bỏ cái biển. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích. Thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dài các bác này, rất là dài luôn các bác thấy không? Đấy đây, em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dài luôn nên các bác dùng nó rất là đã. Đó. Đây. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá này 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia hộp kim chỉ nhá. Đấy thì một cái hộp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 quận chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhá. Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn. Mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhá. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, có 10 quận chỉ này. Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là đê này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này, đầy đủ cho bác luôn nhá. Đê để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000 đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được. Nó rất là tiện ích. Dài là 5 m. Các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam và nó là một cái đèn và giả cam nhá. Một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em. Đó, nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời. Và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dợ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn. Nó rất là tiện ích luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này. Có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy. Dòng này thì đấy nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này.
đây các bác thấy không? Đấy, đây, che đi là nó sẽ lên này, đấy, che tối đi là nó sẽ lên, đó các bác thấy không? Đây, tức là nó là cảm biến rồi, ban đêm là tối là nó sẽ lên, đấy, tối là nó sẽ lên các bác này, đó, rất sáng luôn các bác nhá, các bác thấy không? Đây, em che cái tấm pin đi này, đây cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá, và nó sẽ tắt nhá, ban đêm nó sẽ tự lên các bác này, đấy, trời tối nó sẽ tự lên, rất là sáng luôn các bác thấy không? Sáng chói chang luôn, giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này và có cảm biến luôn nhá. Có cảm biến luôn. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Nên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình. Cam mô hình này, cam mô hình. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy thì các bác về các bác cắm sạc vào đây cho em này, cắm sạc vào đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơn, các bác có thể đẩy tăng đơn này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơn này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu thì các bác nhấp vào đây cho em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạt sạt quá này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy lưu ý là nhấp nhả cho em. Nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này. Đấy, râu nó đứt ra các bác này. Đấy râu em vừa cạo đây. Đấy, râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này. Đấy và cái này cái màu vàng này là màng này. Đấy combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác về các bác lắp vào này. Đấy tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này. Cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy còn các bác mua cái tăng đơ này thì là cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90.000. Đấy, lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu giá sẽ là 90.000 cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này thì là một cái bếp ga mini. Cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy mở cái lẫy này ra. Đó. Thì cái phần này nó sẽ là 4 chân rất là chắc chắn này. Và đây là cái phần này các bác đặt xoong nồi lên này. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động như này. Đây, đấy các bác xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em. Sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn. Là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhạt được rồi. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 100.000 thôi, lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này. Giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy nắp của nó là nắp mềm như này. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn ấy, không quá dày không quá mỏng đâu. Rất vừa xinh. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Một cái bộ 5 khay thức ăn như này, giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn. 5 khay to nhỏ lớn bé mẹ con đều đầy đủ cả cho các bác nhá. Đấy. Độ dày thì vừa phải. Đó lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. À, bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho cái khay này như thôi. 12.000 cho cái khay có nắp như này. Đấy các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá.
và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên mã giúp cho em, đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ loại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin, 260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rồi ok.